kẹp các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Cái chiếc Quay A độ kiển bị dưới đây chắc mắc tiền hơn cái chiếc Quay X 2020. Cứ tưởng cái chiếc Quay A chỉ là một cái chiếc xe bình dân, nhưng hôm nay em ấy được tân trang lại một cách là cực kỳ sang chảnh. Biệt danh mà anh em đặt cho cái chiếc Quay A này là Ngọc Trinh, bởi vì diện mạo trắng không tì vết và những món đồ chơi hàng hiệu mà em ấy đang sở hữu. Muốn có một cái lực bóp thắng là im dịu, đồng thời nâng cấp lên cái thắng đĩa cho cái chiếc xe cừng, người chủ lựa chọn cho mình cái cụm Rainbow Asset để nhận nhiệm vụ điều đó. Cái chiếc cụm này có mức giá thành dao động là khoảng dưới 7 triệu đồng. Tuy nhiên gắn vào chiếc xe phải khoét một chút nhựa thì mới vừa bản được. Bình dầu Rainbow khói được dùng để chứa dầu thắng cho cái cụm Rainbow Asset. Cho bạc có con heo trước, chủ nhân cũng rất tinh tế khoét một cái lỗ nhỏ vừa đủ để che hết cái nắp bình dầu Titan đầy sắc sảo. Đối xứng với nó là cái con tem Bizepi bằng Titan tạo ra một cái bố cục vô cùng hài hòa. Từ cái đèn halogen nguyên bản, chiếc xe được ưu ái nâng cấp cái bóng đèn LED 2 tầng từ VinFast để phục vụ nhu cầu chơi xe của người chủ. Giá của chó đèn dành cho những dòng quay rơi vào khoảng là 950.000 đồng bán tại các shop đồ chơi xe máy. Bù lại khuyết điểm của đồng hồ SIM hiển thị quá ít thông tin, chiếc xe được nâng cấp thêm một cái đồng hồ Casio Pilibra hiển thị một vài thông tin bao gồm như giờ giấc, báo bình, báo nhiệt độ môi trường vân. Các chiếc đồng hồ này luôn công chế cháo và cầu các chức năng khoảng là dưới 1 triệu đồng. Cái mâm trước là mâm của XR 6 cây dành cho Sonic, tuy nhiên chế lại sao cho gắn vào cái chiếc Quay A nhẹ như zin. Các cặp mâm này công chế cháo là khoảng dưới 2 triệu đồng. Nguyên bản cái cụm thắng đùm, bởi vậy khi gắn thắng đĩa, anh chủ đã mua một cái cặp phụ cho các dòng xe như là Quay NX hay là Future Black vân để có cái chỗ gắn thắng. Heo thắng ở trong góc bên dưới đây là heo khoanh đồ 2 mít để xứng gắn vào chiếc xe thông qua một cái phát nhôm CC. Dù cái diện mạo là sắc sảo nhưng giá con heo này luôn có phát dễ thở, khoảng dưới là 4 triệu đồng. Bổ trợ cho bài đồ hôm nay, chiếc xe đang đi là một cái mô bình sườn MST, thương hiệu rất nổi tiếng đến từ Ý. Món đồ chơi này sẽ can thiệp là quá trình phun xăng đánh lửa của con xe, giúp hiệu sức được tối ưu hết mức. Anh chủ dùng nó để làm kiển và giá của chiếc mô bình sườn MST rơi vào tầm là khoảng 3 triệu đồng. Lốc máy chiếc xe được sơn lại cái màu vàng đồng dựa theo ý tưởng của lốc FZ. Nhấn nhá cho nó là những cái con ốc rơ già liên mạch chế giờ đạp tới quà, tạo nên một cái tổng thể rất cân đối. Giá của cái chiếc giờ đạp đến từ cái xứ sở hoa anh đào là khoảng trên dưới 1,5 triệu. Vì nâng cấp luôn cái đánh đùm sau, anh chủ nhất định phải có cái chỗ chứa dầu. Anh chủ đã rất tinh ý dùng một cái bình dầu Rainbow khối nữa và cái nắp Titan để chung cấp cái bình dầu ở đằng trước. Heo thắng sau dùng con heo của Fando 2 mét xứng chấm ở đằng trước. Phát heo được tiện sắc sảo sao cho con heo nằm lúp lót ở sau cây bồ rất là bí ẩn. Thế chỗ cho cây phục biên bản là phục Holin bình dầu rời, có hiệu năng nhúng là im ái, bậc nhất thị trường hiện nay. Đánh đổi lại với điều đó thì mức giá rất cao là trên dưới 14 triệu đồng cho một cặp phục, đòi hỏi cần phải khoét hũ để không bị cạn cứng trong quá trình hoạt động. Giá trị nhất của cái biển số quá đẹp này, anh em nhìn hãy kỹ và xin giá luôn cái chiếc xe. Biển số thì quá dữ tợn. Nhà không có gì ngoài là cái chiếc lọc. Và đây là cận cảnh chi tiết của cái chiếc Quay A, còn biệt danh là Ngọc Trinh. X4 110 mang cái đẹp nét đẹp ma mị khoe dáng trong cái đường già. Cái chiếc X4 110 là mẫu xe con tay từ nhà Yamaha, có những hút ở một đẹp nguyên thủy mà đậm cái chất thể thao. Nó còn tạo ra rất nhiều nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những cái bản đồ đẳng cấp, dẫn chứng là cái chiếc X4 110 độ kỷ dưới đây. Xem tổng thể ta thấy con chiến mã khoét cho mình một cái gam màu áo Movistar đậm cái chất thể thao, với cái chiếc M trước nhấn mạnh bằng cái gam màu xanh ở hai yếm trước. Dù đã bị lấn áp từ các thủ Monster, nhưng khi nhìn lại phiên bản này, nó vẫn có một cái nét đẹp rất đặc biệt. Đồng hồ zin được thay thế bằng một Casio,
với kiểu dáng lắp như kim. Cái nền carbon cực đẹp, có thể thay thế đổi nhiều màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, vị trí đồng hồ AC đã được tích hợp thêm nhiều tính năng ưu việt so với đồng hồ nguyên bản như báo giờ, nhiệt độ phô v.v. Chạm chân mỏng manh thể thao, cái mặt race boy 8K màu đen. Để gắn màn chỉnh phải đi qua vài cái công đoạn canh chỉnh nhẹ. Hệ thống phanh nâng cấp đĩa Cosi 245 kết hợp cùng heo rainbow bridge giữa đỏ. Để gắn màn chỉnh phải qua cái sự hỗ trợ của bát nhôm TC chạy từ máy cho cái độ chính xác rất cao. Toàn bộ chi tiết bánh lái trước được định vật ốc roti. Lốc máy sim được thay thế bằng lốc của FZ1i cam màu vàng đồng, được tạo một cái chút điểm nhấn bởi ốc roti. Giá của cái lốc máy này khoảng là 2,6 triệu. Hệ thống cái giảm sóc Holden hàng hiệu đi cùng với bình dầu rời. Đây là món đồ chơi đẳng cấp, mức giá cao nhất, nó đáp ứng được cái độ nhún nhảy hợp lý trong mọi địa hình. Ống xả của mặt racing chế diện mạo như zin giúp cho dàn áo vàng lật, giúp cho những cái anh áo vàng không chú ý đến về việc đổi cái ống xả độ. Tuy nhiên, nó là cái mẫu vô tăng cho âm thanh cực kỳ trầm ấm và quy lực. Bản độ đơn giản nhưng đầy đẳng cấp đến từ Baker Việt. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Tiếp nhớ like, subscribe.